sức mạnh và quá trình phát triển của Thor trong các giai đoạn khác nhau của MCU. Thor là một nhân vật nổi tiếng với sức mạnh thuộc top những nhân vật mạnh nhất Marvel. Quá trình phát triển của nhân vật này cũng trải qua rất nhiều giai đoạn. Bây giờ chúng ta hãy điểm qua từng thời kỳ phát triển của nhân vật thần sấm này nha. Thor 2011, sức mạnh tự nhiên và Mjolnir. Thor xuất hiện lần đầu tiên trong phần này với một tính cách kiêu ngạo và quả cảm, không hiểu rõ về trách nhiệm lãnh đạo. Anh thừa nhận về sức mạnh của mình và không ngần ngại sử dụng nó để giải quyết mọi vấn đề. Ban đầu, Thor mất sức mạnh siêu phàm khi bị đẩy xuống trái đất và không thể sử dụng Mjolnir. Nhưng sau khi chiến thắng Destroyer, anh phục hồi lại sức mạnh và khả năng thao túng thời tiết, sấm sét thông qua chiếc búa này. The Avengers 2012, sức mạnh tình đồng đội. Trong Avengers, Thor thể hiện sức mạnh của mình không chỉ qua khả năng chiến đấu mà còn qua khả năng làm việc nhóm. Cuộc trao đổi chiêu thức với Hulk chứng minh rằng anh có thể đối đầu với những thế lực mạnh mẽ nhất. Thor: The Dark World 2013, quá phụ thuộc vào Mjolnir. Trong phần này, Thor dường như phụ thuộc quá nhiều vào Mjolnir và sức mạnh của anh sẽ bị giảm nếu không có nó. Bộ phim này mặc dù mang đến một số hình ảnh ấn tượng nhưng không nhận được sự đánh giá cao như các phần khác trong MCU. Avengers: Age of Ultron 2014, đối mặt với sức mạnh mới. Thor phải đối mặt với một số nhân vật mạnh mẽ hơn như Quicksilver, Scarlet Witch và Vision. Mặc dù có nguồn sức mạnh mạnh mẽ hơn, nhưng anh vẫn phải đối diện với thách thức và đau khổ từ khía cạnh tâm lý, đặc biệt là sau khi bị Scarlet Witch thao túng. Thor Ragnarok 2017, tìm lại sức mạnh và tính cách mới. Phần này là một bước ngoặt quan trọng với sự phát triển của Thor. Anh không chỉ tìm lại sức mạnh của mình mà còn phát triển tính cách trở nên hài hước và linh hoạt hơn. Thor không còn chỉ là thần sấm phụ thuộc vào búa Mjolnir mà còn là một chiến binh mạnh mẽ độc lập. Avengers Infinity War 2018, sức mạnh tăng lên với Stormbreaker. Thor trải qua sự gia tăng về sức mạnh khi rèn Stormbreaker tại Nidavinir. Chiếc rìu này không chỉ là một vũ khí mạnh mẽ mà còn là biểu tượng cho sự phát triển của Thor. Việc găm được chiếc rìu vào ngực Thanos chứng minh sức mạnh vô song của anh và quyết tâm báo thù. Thor trong Avengers Endgame, một giai đoạn khó khăn và áp đảo. Nguyên nhân chủ yếu có thể từ gánh nặng tâm lý và cảm xúc mà Thor phải chịu đựng từ sự thất bại trong Avengers Infinity War. Sự áp đảo này có thể thấy rõ trong cuộc chiến với Thanos khi Thor không thể đối mặt với đối thủ mạnh mẽ một cách hiệu quả như trước đây. Thực tế quãng thời gian 5 năm sau sự kiện Infinity War là một giai đoạn khó khăn và đau khổ đối với Thor. Việc sống xa đọa trên New Asgard và chìm đắm trong tình trạng tiêu cực khiến cho tâm lý và sức mạnh của anh giảm sút. Tuy nhiên điều này cũng tạo ra một diễn biến mới cho nhân vật, thể hiện rõ sự đa chiều và phức tạp của Thor. Thor: Love and Thunder, hành trình mới. Với sự hoàn hảo hóa không chỉ về sức mạnh vật lý mà còn là sự phát triển tính cách và tâm hồn, việc anh tu tâm dưỡng tính và trau dồi kinh nghiệm chắc chắn sẽ làm cho Thor trở nên mạnh mẽ và chín chắn hơn. Tuy nhiên điều thú vị là Marvel vẫn giữ lại tính tấu hài của Thor, cho thấy Thor không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ mà còn là một người có khả năng đối mặt với thách thức một cách hài hước. Thor trong MCU không chỉ là một nhân vật với sức mạnh phi thường mà còn là một nhân vật với sự phát triển tính cách phức tạp. Từ một vị thần kiêu ngạo đến một chiến binh mạnh mẽ và hài hước, hành trình của Thor đã làm cho anh trở thành một trong những nhân vật phổ biến và được yêu thích nhất trong vũ trụ Marvel. Sự phát triển của anh không chỉ nằm trong sức mạnh vật lý mà còn trong việc đối mặt với thách thức, học hỏi và trở thành một người lãnh đạo xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo.